lên đàn mà lên đàn phải xuống phố để dây ngố như không cây đầu mới hợp số. Thì công việc hàng ngày chấp chứa quá nhiều toàn những là vết ố, nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng Binh Boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang âm mưu, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi, 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi đưa tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi có mấy anh em cùng đi sông ơi. Ai cũng nói Binh Boy hình chém là bất diệt, 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây với ba về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la chơi cho nó hết tối nay cũng chuồng gà. Quăng thằng cây bom, quăng thằng cây bom, quăng thằng cây bom ta cùng chơi vòng tròn. Quăng thằng cây bom, quăng thằng cây bom, quăng thằng cây bom ta cùng chơi vòng tròn. Này hôm mi ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai, còn xuân lại đây mà chiều là bốn người già. Đốt là đốt là buông người ra. Con ngày mai nó dám lên tiếng thì tao sẽ cú đầu. Cuộc chiến này chẳng có mấy kỳ được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ biết hú chẳng cần phải đúng sai. Chẳng sẽ có ngày mai ta còn ở với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ai. Để hôm nay ơi quan tâm thì phi ngồi kỳ làm chi bị hút đi. Ta 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 ta